nó cũng hơi bất tiện đúng không? Vừa phải đổi súng phía trước, vừa đổi khí phía sau. Nhưng cái bản mình modify lại nè, thì quý khách sẽ cho là cái gì? Khí hạt gông vô luôn nè. Khí hạt gông nằm một bên, khí của máy nén khí nằm một bên. Đó là cái sự xịn tiện lợi của em nó. Cắt nè, không cần tháo súng ra. Cắt nè, thấy không? Xong. Đảo lại cái con máy này cái lần nữa để mình khoe với khách hàng cái sự mình làm quá tiện lợi nè. Kìm hàng que nó đang nằm đây, quá tiện nè, nằm đây luôn, ba chức năng luôn nè, que tích nè, que tích lách ma đều sẵn sàng nằm trong máy hết trơn, tất cả đều nằm hết trước mặt tiền máy luôn. Nó có mấy phương pháp nó nằm sẵn hết rồi đó, quý khách theo dõi ha. Nó dòng nó cao lên đi cho nó lẹ. Đây là sự xịn hào của con máy tích 250 AC đến từ thương hiệu Sanjo. Nó quý khách đang theo dõi nha. Giá bán của em nó sẽ là 14.500.000, bao ship khắp nơi. Phụ kiện cho theo là một cái rút hàng tích WB26, 3m kìm hàng, 2m kẹp mát theo máy, một cái đồng hồ hạt gông xịn hào giống như mình đang gắn trên chai khí. Đó. Máy thì được bảo hành 2 năm. Máy này có ứng dụng rất là rộng rãi trong những cái phương hàng là hàng khuôn mẫu, hàng trong ngành lốc máy xe, làm cát nước xe. Đó. Mình vừa thực hiện xong một đường hàng nhôm rất là xịn hào trên con máy tích 250 ACDC này. Đó. Hôm nay mình sẽ lấy ra mình review như vậy cho mọi người coi. Và kính chào tất cả quý khách hàng thương mến quay trở lại kênh máy hàng em Quyền nha. Hôm nay là cảm ơn quý khách hàng ở khắp muôn phương đã đặt những dòng máy rất là công nghiệp trên kênh máy hàng em Quyền. Đặc biệt là mình xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến anh Hồ Thanh Toán. Anh tên là Hồ Thanh Toàn. Một con máy cắt 100k rất là xịn hào sẽ được đến Phú Yên, quê hương của đứa em quay phim. Và cảm ơn một anh khách rất là thương mến là anh Duẩn ở Hải Dương. Anh đã thương mến là đặt một cái máy nén khí và một cái máy gì trong này đây không biết nữa, chưa đọc, 4.050.000. Và đây là cái đơn hàng khủng nè. Đây là của anh Đông. Cái xưởng này rất là lớn, anh mua một rừng máy luôn nè. Macmix 265 tích 525BC. Cái gì nữa? Một con máy cắt 100 tấc 8. Một con máy nén khí, hai hộp thước xịn của Stanley, thước 5m đó quý khách. Cảm ơn anh rất nhiều, anh Đông. Là trong một tháng sau nữa thì anh sẽ đặt một cái máy hàng laser từ trên kênh máy hàng em Quyền. Và rất là nhiều quý khách hàng ở khắp muôn phương đặt máy. Đây là máy hàng ạc 300 da xích, ECMIX 201. Còn nhiều dòng máy ở bên trong mình chưa đem ra nữa. Rồi, nhưng mà trong video chính chiều hôm nay thì mình sẽ đi vô trọng tâm là như thế này nè quý khách. Hiện giờ là mình có một cái đơn hàng của một anh khách thương mến. Anh đặt là một con máy cắt 50k bản gốc của nó nè quý khách, thấy không? Khi mà mình muốn hàng súng tích, lát ma và tích á, đều nó nằm ngay tại chỗ này. Nhưng mà anh yêu cầu là gì? Cái công việc của anh nó cần cái tần suất cao, và anh muốn là kênh máy hàng em Quyền phải làm sao mà để có thể khiển cùng một lúc hai súng. Thì đây là cái bản mình đã modify cho anh khách thương mến này. Đây là anh Huy ở quận 10, gần nhà mình luôn. Thì anh yêu cầu là chỗ này phải gắn là súng lát ma, và bên này là phải gắn súng tích, và chỉ cần lôi súng lát ma lên là chỉ chuyển qua lát ma là cắt lát ma, bật súng tích là nắm đầu của súng tích lên hàng. Đó là cái bản này là mình đã nâng cấp lên. Thì cái chi phí nâng cấp như thế này là bản gốc của nó là 10.500.000. Là mỗi lần mình muốn làm một cái cây súng gì đó là mình phải thay cái súng nọ ra. Ví dụ muốn tích thì phải tháo lách ma ra, muốn hàng lách ma, cắt lách ma thì phải tháo súng tích ra. Thì bây giờ mình sẽ vô cái bản này mình giới thiệu sơ một cái. Rồi tiếp theo phần 2 của video mình sẽ review dòng máy tích 250 ACDC xịn hào. Và đặc biệt đây là cái cặp máy mà trong tháng 4 này bán rất là hot, tích lạnh 250BC
và Mark Mix 265 Tenja. Thì đây là cái đơn hàng của anh khách mình cũng đang chuẩn bị test để gửi đi liền cho dịp kịp thời gian giao hàng tiết kiệm. Đó, đây là mình chính sẽ bị review vô con máy này. Cái bên kia chữ nó bị mờ nên là tích 250 ACDC. Rồi để tránh mất thời gian dông dài, mình sẽ vô mình thực hiện liền cái thao tác mà của một cái con máy mà có thể gắn cùng một lúc hai súng, mà từ gần dân Việt Nam mình phải cần nhanh. Vì thế mình sẽ cập nhật được cái việc này. Cho nên quý khách hàng nào muốn giống vậy thì có thể liên lạc khi đặt hàng mình, thì mình sẽ làm modify lại y vậy hết rồi ha. Rồi bây giờ tránh mất thời gian dông dài, mình sẽ vô gắn cái súng hàng tích vô chỗ này. Rồi mình sẽ gắn súng tích vô đây. Hết cái này ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành gắn lát ma vô đây luôn. Đây là cái thùng của em nó, rất là xịn hào. Quý khách để ý nha, bên đây là bản nguyên gốc. Bây giờ chúng ta sẽ đi gắn súng lát ma vô liền. Súng lát ma là nó cho theo 5m miên man, rất là xịn hào luôn. Thì đó, cái ưu điểm của nó là như thế này, mình làm liền cho tất cả quý hàng coi nha. Rồi súng lát ma chúng ta bắt bên chỗ này. Rồi dây điều khiển của lát ma chúng ta bắt chỗ này. Điều này có nghĩa là mình vừa nói lý thuyết xong đó, mình vô mình làm liền. Hai khách ha, đây. Đây là cây đuốc cắt lát ma mình đã bắt sẵn rồi. Đây là đuốc tích, hai thằng nó nằm hai bên. Một anh thợ thôi nhưng mà cái cách thao tác nó nhanh hơn. Chứ là mình khi mình cắt lát ma thì không thể nào mà điều khiển được cái súng tích cả. Còn mà khi mình hàng tích thì mình không thể nào điều khiển được cái súng lát ma. Nhưng mà cái sự tiện lợi của nó là mình không cần phải tháo ra tháo vô. Đó, rồi bây giờ mình sẽ vô mình tiến hành cắt lát ma và mình hàng tích liền cho tất cả quý hàng coi. Rồi ở sau đích của nó nữa nè, mình đấu lại như vậy rất là hay nè quý khách. Nào quý khách nhìn sau đích này nha, mình cố gắng làm nhanh. Đây là cái bản mình modify. Đây, đường của thằng lát ma là mình cho nằm trên. Nào quý khách thấy không? Đường lát ma nằm trên và đây là đường tích mình đấu sẵn luôn. Đó là cái ưu điểm tuyệt vời của nó. Rồi mình sẽ gắn khí hạt gông vô cái bên này. Cái ưu điểm đó là vậy, mình chỉ cần chuyển qua chuyển lại là xong. Đó. Đây là xài, mình đang xài máy nén khí từ bên trong máy. Nào quý khách để ý không? Đó, cho nên là đó thì rất là tiện lợi. Còn ai mà muốn xài máy nén khí từ bên ngoài thì cũng có thể mua thêm. Bây giờ hiện trạng của nó là đồng hồ hạt gông đi vô đường khí hạt gông này rất chuẩn nè. Rồi bên lát ma đi thẳng vô luôn rồi. Bây giờ bước ra phía trước là mình sẽ làm liền ngay bây giờ cho tất cả mọi người coi liền. Rất là nhanh. Trong trường hợp này thì mình phải thêm một chút xíu chi phí thì mình mới làm được cho quý khách hàng nha. Đó, mình sẽ xài hai cọng kẹp mát luôn. Đây là một cọng kẹp mát của thằng lát ma. Rồi mình phải gắn thêm một cái cọng kẹp mát của thằng hạt tích nữa. Kẹp mát của tích thì mình sẽ gắn dấu cộng quý khách ha. Rồi bây giờ mình lấy kẹp mát của lát ma, tức là khi mà modify như vậy đó quý khách phải tốn cái chi phí này ha. Tức là máy nó cho theo trong cái bản gốc này nó chỉ có một cái kẹp mát thôi, thì chi phí mình phải làm thêm là mình phải mua một cây kẹp mát để mình đấu sẵn luôn, kẹp mát để tích đấu luôn. Rồi mình sẽ gắn vô và thêm cái phần là mình gắn thêm cái solenoid khiển nãy quý khách thấy rồi đó, để khiển hạt gông này. Cụ thể mình làm liền cho mọi người coi trên lý thuyết trước nha. Lát ma thì mình xài khí trong, mọi người nhìn nè nha. Bây giờ mình bật qua lát ma là mình sẽ khiển nè, mình sẽ cho chỉnh khí ra trước là cho nó 8 giây, khí ra sau là mình cho 5 giây. Dòng của lát ma mình cho lên là 50A. Nào khách nè, mình đang để lát ma nha và mình đang xài khí trong nha. Rồi kích cò nè là máy chạy đó, quý khách nghe tiếng máy nó khí chạy không. Rồi xong, ngưng. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển qua tích nè, quý khách để ý nè nha, di chuyển qua tích. Rồi mình sẽ mở chai khí để quý khách thấy sự hoạt động của nó liền nè. Đây mình sẽ qua tích thì mình sẽ chỉnh khí ra trước nè. Đây mình đang mở xung rồi, tắt xung đi. Rồi mình sẽ chỉnh khí ra trước 0.2 giây nè. Dòng hàng chính mình cho nó 150A nè. Khí ra sau mình chỉnh 2 giây. Rồi quý khách nhìn mình kích nè. Rồi mình làm lại nữa nè, kích tích nè, kim lên nè, đó thấy không? Đó tiếng HF quánh nè quý khách nghe không? Đó, rất là tiện lợi. Thay vì mình phải mở ra mở vô nó mệt thì đây là cái bản mình modify lại, mình rất là chuẩn và rất là dễ sử dụng. Tức là khí hạt gông lúc nào cũng sẵn sàng. Đó quý khách nghe tiếng HF quánh và khí hạt gông đang lên không? Rồi di chuyển qua lát ma. Rồi máy nó khí chạy liền. Xong. Bây giờ tiến hành vô cắt thử một đường và sau đó mình vô con ACDC. Rất nhanh đó quý khách này ha. Rồi, làm cho nó cực kỳ lẹ.
đây là kẹp mát của Latma này nha. Rất là dễ ha. Rồi, ví dụ mình kẹp vô đây đi. Rồi, đây là kẹp mát Latma. Mình làm rất là nhanh. Đưa ra cái miếng này luôn nè. Kẹp vô đây. Để coi nha. Rất là tiện lợi. Đây là kẹp mát của Latma nè. Súng cắt Latma nè. Nằm một bên rõ ràng rồi nè. Đây, kẹp mát Latma, súng cắt Latma. Rồi, đây là kẹp mát của Tích nè. Mình kẹp sẵn ở đây luôn nè. Kẹp mát Tích. Súng Tích thì mình chưa gắn kim. Rồi, cứ thế ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt Latma. Vô nè. Nè quý khách thấy nè, bây giờ mình sẽ di chuyển cắt lát ma và mình cắt nè. Mời tất cả quý hàng theo dõi. Vô. Vô. Mình xin phép là mình không cắt đứt. Tại mình để đây để mình sẽ thử chức năng tích luôn trên cái miếng này luôn. Rồi xong bây giờ mình sẽ, trong thời gian này mình sẽ đi gắn cái thằng kim hàng vô và mình sẽ thử chức năng tích liền cho tất cả quý hàng coi. Đó, đây là hôm nay mình giới thiệu đến tất cả quý hàng ở khắp muôn phương là cái bản cập nhật mình làm ra cho quý khách hàng có một sự tiện lợi là súng tích và súng Latma đấu cùng một lúc luôn, hai bên. Khỏi mất công thay ra thay vô. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển qua Tích và mình sẽ xài ở chức năng tích là không sung. Mình sẽ chỉnh khí ra trước là 0,2 giây. Dòng hàng chính mình chỉnh là 120 ampere thôi. Khí ra sau mình chỉnh 2 giây và bây giờ mình tiến hành mình hàng luôn cả cái đường mình vừa cắt Latma đó lên ở chức năng hàng tích liền ngay tức khắc bây giờ. Mời tất cả quý hàng theo dõi. Thì đây là cái máy này mình đang bán giá 10.500.000. Nhưng mà khi quý khách muốn modify qua như thế này nè, là quý khách phải tốn thêm 400.000 nữa thì mình sẽ làm được việc này. Bởi vì sao? Chi phí nó sẽ bao gồm một cọng kẹp mát nữa nè, và thêm một cái khớp nối súng nè, rồi thêm một cái dắt để điều khiển nè, rồi thêm một cái solenoid van, cái van điện từ mình gắn phía sau nãy đó. Nó tổng chi phí để làm ra được cái việc này thì quý khách cần phải hỗ trợ thêm cho mình là 400.000. Rồi bây giờ mình vô mình tiến hành hàng tích sắt luôn heo cái hàng ha, trên cái miếng này. Rồi mình sẽ đắp rod cho mọi người coi luôn. Đó, đây là cái cách mà mình hàng tích trên con máy cắt 50k. Cái bản mình đã modify rồi. Mình sử dụng cùng một lúc luôn là rất là tiện lợi đó. Nó đụng kim mà thôi mình ngưng luôn xong. Mục đích chính là mình giới thiệu như vậy đó. Tay trái nè, hàng tích nè, thấy không? Rồi tích nè, cắt nè, mình di chuyển qua cắt nè, quay qua đây cắt liền. Cắt, mời tất cả quý hàng theo dõi nè, cắt nè. Xong. Tích nè. Cắt nè. Không cần tháo súng ra. Cắt, thấy không? Xong. Rất là xịn hào. Rồi bây giờ mình sẽ làm một cái chức năng cuối cùng trên con máy này luôn. Cho nó xong đi rồi mình sẽ vô review con ACDC. Mình nói nhanh thôi, ACDC cũng nói nhanh thôi. Rồi kìm hàng que mình để đây nha. Đó, máy này là rất là xịn hào. Rồi mình sẽ gắn kìm hàng que vô đây. Rồi bây giờ mình sẽ tháo bớt cái kẹp mát của thằng Latma ra. Tại vì thằng Latma là một cái biến thế riêng. Nè, các thấy không? Biến thế của Latma riêng, còn tích với que là chung một biến thế. Cho nên là mình phải tháo cái bộ lá kẹp mát Latma ra. Đó, hai thằng này là mà tháo riêng ra. Nè, xong, bây giờ di chuyển qua chúng chức năng hàng que. Rồi, bây giờ lấy cái đũa 2.6 lụm đâu cái đũa 2.6 coi. Chọt một phát coi nó ăn ngay không, rồi mình sẽ hàng cái đường mà mình mới vừa cắt ra đó. Đường này nè. Rồi, vô hàng liền cho tất cả quý khách hàng coi nha. Vô.
chỉnh để dòng lên hơn 100 luôn, 100A chơi luôn. Hồi nãy tích 100 thì que nó cũng đang hiện 100. Mời tất cả quý khách hàng theo dõi, vô. Rất là nhạy mồi luôn á trời. Vô. Mạnh quá, giảm lại. Giảm xuống 70A thôi. 65A thôi. Rồi, 65A, tiếp tục hàng. Mời tất cả quý hàng theo dõi. Cái đó mình đang chỉnh nhiêu mê à? 50 phải không ta? Đúng không? Nó 65 mà, mình đang chỉnh cái 65 mà, là mình đã hàng đạt cái độ dày này rồi. Đây là độ dày của miếng sắt này, độ dày miếng sắt này là 4 ly nè. Nó đâu có cần hàng cái gì đâu mà chỉnh cái số ảo ảo lên để làm cái gì. Nè, các thấy không? Hàng xong rồi nè, gõ nhẹ nhẹ em nó ra. Rất là dễ thương luôn nè. Đúng vòng đúng que là mình hàng được thôi nè, cứ đúng vòng đúng que là mình hàng thôi. Quý khách nhìn nè, 65A là đốt được rồi, cần gì đâu mà phức tạp lên đó. Xong rồi, bây giờ mình vô video chính của ngày hôm nay. Đây là phần 2 của video, cho nên video này mình sẽ đặt chủ đề là cập nhật cắt 50 thành hai súng và giới thiệu nhanh tích 250 ACDC. Để quý khách hàng nói thấy một cái video nó dài mà nó không có đầy đủ ý nghĩa thì cũng buồn. Rồi, đây là dòng máy tích 250 GD ACDC xịn hào đến từ một cái hãng rất lớn là hãng Sanjo. Quý khách đang theo dõi, mình đang chuẩn bị lấy ra nè, đồ nguyên đai nguyên kiện nó là một cái kẹp mát cáp 25 ly vuông bằng đồng, một cuốn sách hướng dẫn sử dụng và một cái đầu đực tích ACDC Series Welding Machine. Rồi, đây là một bộ đuốc hàng tích W26 dài 4m của hãng nó cho luôn, có mã là 10903060106. Rồi, lấy máy em nó ra liền, rất là xịn hào. Mình để nhẹ nhàng em nó xuống một máy. Máy này thì quý khách biết rất nhiều rồi. Hôm nay mình sẽ để một cái đường link ở phía dưới thôi. Quý khách nào mà mới lướt qua video này mà thấy chưa đầy đủ ý nghĩa thì có thể coi cái phần mô tả của video mà mình đã làm trong những kỳ trước ha. Mình chỉ thông báo là hàng này nó cũng đang bị đứt đoạn một tháng trời rồi. Mình mới vừa về một xe ba gác từng rồi đó, 40 feet thì cũng có được vài máy quay trở về. Và đây là mình sẽ cho em nó lên nằm ở bên trên này hay nằm bên này đi, cho nó đẹp cái cảnh á. Đây, máy đây, xịn hào nằm đây. Rồi, thì giá bán của con máy này á là 14.500.000. Phụ kiện thì mình cũng vừa khui ra quý khách coi nè, mình coi lại lần nữa nha. 14.500 bao gồm một cái súng hàng tích W26, một cái kẹp mát, một cái kìm hàng que xịn hào, mình cho thêm 3m miên man. Tại vì hãng nó chỉ cho cái đầu đực trong cái cuốn sách này, quý khách thấy không? Hãng thì thường mấy cái hãng lớn như bên châu Âu đồ này kia đó không có ít khi nào lắm, đó là kêu bằng bán thêm. Thì kênh máy hạng quyền đã tặng cho quý khách cây kìm rồi. Rồi một cái bộ kích hàng tích có 6 bộ kẹp kim, 6 cây kim hàng, 6 bộ 6 cái sứ, 6 3 cây kim xanh, 3 cây kim đỏ. Kim xanh là mình để hàng nhôm và kim đỏ là để hàng inox. Hiểu cái này ha. Rồi bây giờ mình máy này thì quý khách biết quá nhiều rồi cho nên mình cũng nói sơ sơ thôi. Mình review sơ cái mình vô mình hàng thử vài đường cho quý khách hàng coi. Đây, máy có thiết kế rất là đẹp, hai thằng này nó đồng bộ nhau, màu sắc rất là đẹp. Đây mặt trước, mặt hông, mặt sau. Máy có trọng lượng khoảng 10+ kg. Đó, đây là mặt sau của em nó. Hiểu cái này ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi cắm điện và mình sẽ test liền mấy đường hàng nhôm và mình nói sơ tính năng cho tất cả quý khách hàng coi. Máy sử dụng điện AC. Ngõ vô là AC 1 pha 220V. Cắm điện vô. Rồi mình mở nguồn lên luôn. Rồi mình sẽ mượn cái đường khí của thằng ạc gông nè. Quý khách nhìn lại cái đường khí ạc gông nè, bản gốc của nó nè. Ví dụ bây giờ mình muốn xài ạc gông, mình xài tích đi, mình phải mở này ra. Rồi mình phải đưa cái đường ạc gông từ đây nè. Nè quý khách ví dụ vậy ha, đưa từ đây, cắm vô đây. Đó, đại, ví dụ vậy đó, khí nó lên đó, thấy không? Nó đang xì ra đó. Ví dụ muốn hàng gông là phải đưa vô đây.
đó, nó cũng hơi bất tiện đúng không, vừa phải đổi súng phía trước vừa đổi khí phía sau. Nhưng cái bản mình modify lại nè thì quý khách sẽ cho là cái gì, khí hạt gông vô luôn nè, khí hạt gông nằm một bên, khí của máy nén khí nằm một bên. Đó là cái sự xịn tiện lợi của em nó. Rồi bây giờ mình mượn đường khí hạt gông này để mình đưa qua con máy 250 ACDC. Rồi bây giờ qua con ACDC. ACDC thì mình sẽ bắt đầu gắn kẹp mát qua dấu cộng. Nè quý khách nhìn nè, kẹp mát mình sẽ gắn vô dấu cộng, mọi người để ý nè, cộng. Kẹp mát sẽ gắn vô dấu cộng. Rồi xong, các thấy ha. Rồi súng hàng thì mình sẽ bắt vô liền. Đây, thôi mình mượn cái súng bên kia đi ha. Súng bên kia nó lỡ rồi mình mượn đi cho nó lẹ đi, để cái súng này nó mất zin. Rồi mình mượn cái súng bên cái máy 50k này cho quý này, mình mượn gắn qua nha. Dây điều khiển mình sẽ gắn vô đây. Xong. Bây giờ mình sẽ mượn một cái bộ kẹp kim duy nhất thôi. Mình sẽ lấy bộ kẹp kim mình mượn, mình gắn kim nhôm vô cái mình hàng đường cho tất cả quý hàng coi. Bây giờ mình sẽ lấy cái kim màu xanh. Mình sẽ bỏ vô đây. Đây, mình bỏ vô. Mình chưa dặn này đâu nha, mình phải dặn cái sứ trước. Rồi mình sẽ dặn nó vô. Bây giờ là cây kim nó vẫn còn chạy ra chạy vô nè, tại do mình chưa siết cái lồng kép. Bây giờ mình sẽ tiến hành hàn một miếng nhôm 5 ly. Cho nên mình sẽ để hàn trên mặt phẳng, mình để cái kim nó lú ra tầm như thế này. Thường quý khách hàng để nó hở tầm bằng cái rốt nhôm 2 ly 4 là được, cái độ hở của nó. Rồi xong, mình đã lắp xong hết rồi. Rất đơn giản. Hàn nhôm thì rất đơn giản, chúng ta cần những cái thông số sau đây. Quý khách bật qua chức năng tích thường. Tích nè, tích thường. Máy này có những tính năng sau đây nè, sẵn là nói luôn quên nữa. Tích nè, que nè. Rồi, trong tích thì mình có xài được tích không xung nè và tích có xung nè. Ha, rồi. Rồi trong tích không xung đó thì mình sẽ chọn được là 2T nè. 4T nè. Rồi. Bây giờ trong tích á thì mình có tích nè, mình sẽ có tích DC là để hàng inox nè, hàng đồng nè, hàng sắt nè, tích AC nè là để mình hàng nhôm nè. Rồi trong cái hàng nhôm nó rất quan trọng, cái khu vực này là mình chỉnh nè. Đây là cái tần số AC, là ở đây là nó khớp với lưới điện của Việt Nam mình nè, 50 hertz, 60 hertz á. Thì bây giờ mình sẽ để ở trạng thái là 90 hertz. À, quý khách hàng, mình sẽ cho nó ở 90 hạt AC, 90 hạt cân bằng ba lăng, là mình lấy theo của thằng nhà máy luôn, là 30% này là 30% dương. Thiên về AC dương thì nó sẽ làm cho tẩy bề mặt nhanh. Ví dụ đây nè, là mình đang sẽ cho nó là 30, còn âm sẽ là 70 thì nó sẽ tăng cái độ ngấu. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình chỉnh cái dòng hàng chính của nó nè, là mình sẽ chỉnh lên tầm 140 ampere. Mình chỉnh 140 ampere, hơi 50 đi, 150. Rồi mình sẽ chỉnh khí ra trước là 0.2 giây, dòng hàng là 150 ampere, khí ra sau là 2 giây. Tần số AC mình chỉnh 90 hertz, AC ba lăng là mình chỉnh 30% dương, 70% âm. Dương có nghĩa là tăng cái độ tẩy bề mặt của nó là vừa, 70 là độ ngấu. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình hàn liền cho tất cả quý khách hàng coi. Là miếng này dày 5 ly nha quý khách hàng nha. Miếng này dày 5 ly. Kẹp mát em nó vô. Được không? Rồi. Kẹp mát vô, mình để đây. Rồi mình sẽ tiến hành hàn liền cho tất cả quý khách hàng coi. Mình ngồi dưới đất mình hàn luôn. Mình vô mình hàn đường đầu tiên nha. Khi mà quý khách thấy cái giọt nước về là quý khách vô rót liền nha. Đó, độ lỡ đụng kim là nó sẽ bị vậy đó.
mình nghiêng ngang chỗ này lý do như vậy. Cái này nó mới cho nên là mình để dòng á là nó hơi yếu cho nên nó hàng bị chậm đúng không? Bây giờ mình sẽ tăng cái dòng lên tầm 160. Nhưng mà một chút xíu nhôm nó nóng á. Quý khách hiểu không? Nhôm nó nóng thì mình lại phải giảm lại. Chính vì vậy trong hàng nhôm người ta phải cần có cái điều khiển bằng cái pedal. Hôm nào mình mới có rảnh mình mới làm một cái video về cái việc điều khiển dòng hàng bằng pedal. Bây giờ mình sẽ hàng lại cho tất cả mọi người coi nha. Mình đã tăng dòng lên 165 ampere rồi. Mời tất cả mọi người theo dõi. Vô. Cái chỗ này là rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ giảm dòng. Quý khách để ý nè, mình sẽ giảm xuống một bây giờ trở lại như khúc đầu nãy mình nói là 150 ampere. Mình sẽ tăng cái tần số ba lăng này nè. Cái AC ba lăng mình lên là 35. Thì mình tăng cái độ tẩy. Hiện giờ cái độ tẩy này là của nó nãy là 30 nè, mới thấy không? 30 là nó sẽ cái phần sương mù này nó lấn ra ngoài này. Nó ít nè. Bây giờ mình tăng cái độ tẩy lên bằng cách là mình tăng cái 35% này nè, mình vừa nói xong nè. 35% dương là nó tăng cái độ tẩy bên hông. Bây giờ mình đẩy là một đường nữa cho khách hàng coi. Dưới phần nữa là nhôm bây giờ nó đã nóng lên rồi, cho nên mình sẽ đẩy một đường kế bên nữa cho khách hàng coi. Dòng giảm, tăng độ tẩy lên. Rất là xịn hào con máy này. Máy này nó hàng inox cũng được nha, có xung nữa nha. Rồi mình tiến hành hàng tiếp đường nữa cho tất cả khách hàng coi. Vô. Đây là sự xịn hào của con máy tích 250 ACDC đến từ thương hiệu xăng vô nha quý khách hàng nha. Quý khách hàng nào mà khi mà mua máy trên máy hàng quyền á mà chưa có làm được á thì mình sẽ hướng dẫn một cách tận tình cặn kẽ để mọi người có thể làm được những cái việc hàng nhôm nó rất là dễ. Đó là đường thứ hai. Dòng mình có đã giảm xuống rồi quý khách thấy không? Đó, khi mà nhôm nó nóng lên rồi á thì mình sẽ giảm dòng. Đó, ứng dụng rộng rãi của em nó là như vậy đó. Rồi, đây là cái kiểu mà quý khách mua về để làm lốc máy nè. Ví dụ ha, mình sẽ bỏ ngay tại trên máy này mình làm cho mọi người coi luôn. Đây là cái ứng dụng thực tế mình đắp vô cái lốc này nha. Vô, mời tất cả mọi người coi nha. Đây. Đó, mình đắp từ từ lên. Bây giờ nó nóng rồi, mình giảm lửa chút xíu. Cái này mình chỉnh lửa nó hơi lớn. Giảm xuống 160. 60. Đó, mình sẽ đắp từ 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 từ. Như hoặc ví dụ mình qua đây mình đắp nè. Tẩy sạch cái bề mặt này đi. Đó, mình phải tẩy trước nha. Đây là cái chiêu mình tẩy trước. Muốn xài cái lốc máy nhôm mình phải tẩy nó như nè. Cho nó sạch sẽ đi rồi mình đắp vô sau. Đó, đây là cái chiêu của nó. Rồi mình sẽ bắt đầu mình đắp. Ví dụ vậy cho nó sạch sẽ cái bề mặt này. Kiểu vậy. Rồi mình bắt đầu đắp lại từ từ. Cứ đắp từ từ vậy đó. Cái cách của nó là vậy. Giống như đây giờ mình đắp tiếp nè. Mình sẽ lấy một cái miếng mảnh, một cái rốt ly 6 ha. Mình lấy thử cái miếng này, mình sẽ ve về dòng hàng là 60 ampere.
Rồi mình sẽ cho tần số lên 120 Hz. Rồi mình sẽ cho ba lăn này 30 trở lại. Rồi mình sẽ hàn một cái miếng mỏng lét này cho mọi người coi nha. Vô. Đây là mình hàn cái miếng này là 1,5 ly. Mời tất cả quý khách hàng theo dõi. Đó, đây là cái cách ví dụ mình là làm mấy cái két nước đó, két nước nó mỏng lét à. Đó. Mình lỡ mình đụng cái kim thì nó sẽ bị sẹt vậy thôi, không sao, quan trọng là đây là cái đường là mình sẽ thấy nó rất là đẹp. Đó, đồ mỏng lét mình phải đi vậy, còn nó sẹt đen này là không có chuyện nhỏ xíu à. Rồi, bây giờ trời tối quá rồi, mình xin phép khép video lại tại đây. Đó, mình sẽ làm review lại con máy 250 ACDC này một cách kỹ lưỡng hơn vào một cái dịp gần đây thôi. Đó, đây là cái sự xịn hào của một con máy 250 ACDC đến từ thương hiệu Sanjo. Đó, bây giờ mình xin phép khép video và mình dừng video đây. Chúc tất cả quý khách hàng có một ngày thật là vui, thật là bình an. Và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.